Sự nuối tiếc lớn nhất trong đời của tôi chính là không biết trân trọng người vợ trước đây. Đáng tiếc thành tựu ngày hôm nay không thể cùng cổ chia sẻ. Xin lỗi, không làm hai người giật mình chứ? Lại là cô à? Lần trước thư ký tôi đã nói với cô rồi, tôi sẽ không tiếp nhận phỏng vấn mà. Tôi biết, nhưng lần này tôi muốn làm cuộc phỏng vấn với cô Uông. Muốn phỏng vấn tôi? Tôi có giá trị gì để phỏng vấn chứ? Có chứ, vì cô là vợ cũ của ông Hoa Văn Thạc. Đáng lý ra tôi muốn từ chối cô, nhưng tôi lại rất hiếu kỳ, muốn biết thật ra cô muốn hỏi gì. Vì trước đó chúng tôi có làm cuộc phỏng vấn ông Hoa. Hiện nay ông Hoa là một người đang được chú ý, là người tài của giới IT. Rất nhiều độc giả muốn biết câu chuyện về ông Hoa. Ông Hoa có nói mình có thành tựu ngày hôm nay, động lực lớn nhất ở sau lưng là vì cô. Tôi? Nói chính xác hơn, nếu như trước đây cô không rời khỏi ông Hoa, ông Hoa cũng không phấn đấu vươn lên để có thành tựu ngày hôm nay. Tại sao lúc trước hai người lại ly dị chứ? Đây là chuyện riêng của chúng tôi, tôi nghĩ không cần phải giải thích với bất cứ ai. Bây giờ ông Hoa rất phấn đấu, lại có thành tựu, hai người có cơ hội trở lại không? Tôi chỉ có thể nói cho cô biết, vợ chồng tôi không còn duyên nợ, cho dù miễn cưỡng trở lại cũng không có hạnh phúc. Có phải vì có người thứ ba không? Nghe nói hai người ly dị là vì có kẻ thứ ba. Thật ra là cô có lỗi với ông Hoa, hay là ông Hoa có lỗi với cô? Cô Giang à, nếu tôi nhớ không lầm, cô chính là người mà lần trước đã ăn cơm với anh Thạc, mà còn rất khẩn trương dìu ảnh về nữa phải không? Cho nên cô xuất phát từ sự hiếu kỳ của một người bạn, tôi không trách cô. Nhưng nếu như cô muốn phanh phui chuyện xấu của ảnh để tăng mức tiêu thụ của tạp chí cô, thì cô đừng có mơ tưởng. Cô cũng bảo vệ ông Hoa quá ha. Xem ra cô vẫn còn tình cảm với ổng. Được rồi, buổi phỏng vấn hôm nay chấm dứt tại đây. Cô Uông sẽ không trả lời bất cứ một vấn đề nào nữa. Thật ra lâu nay tôi cứ tưởng quan hệ của hai người không được tốt, nhưng hôm nay sau buổi trò chuyện với cô, tôi nghĩ là tôi đã lầm. Hey, ông Ngụy, hình như hôm nay ông chơi không được tốt lắm. Cậu còn lên tiếng nữa, có tin tôi bắt cậu nằm xuống ngậm trái banh cho tôi đánh không? Ông Ngụy, chào ông. Sao lại nóng nảy vậy? Từ từ đánh được rồi. Từ từ đánh cũng vô dụng, kỹ thuật dở mà. À, nhanh một chút đi, giờ sao còn có người, thời gian của tôi rất quý báu. Câu lạc bộ cao cấp như vậy mà cũng có chó sủa luôn miệng. Đúng là đồ điên khùng, ăn nói linh tinh. Thật là khốn kiếp. Coi thường Hoa Văn Thạc này phải không? Lấy lớn hơn hai số đi. Lấy lớn hơn hai số làm gì vậy? Vậy là quá lớn rồi. Lớn là đúng rồi. Ông Nguyễn, ông sao rồi? Thiên Hành, anh làm sao vậy? Bị trật chân hả? Có nghiêm trọng không? Em đem đi bác sĩ nha. Dài, dài. Gì chứ? Tại sao anh lại đi cà nhắc vậy? Qua đi đi. Làm gì vậy? Anh bị làm sao? Đàn ông đau nhất chính là như vậy đó. Vậy tức là sao? Hả? Vậy cũng được sao? Quay Văn Thạc thì làm cái gì kỳ vậy? Dù anh không ưa anh Hành đến mấy, cũng không nên làm ảnh bị thương, không có phong độ gì hết. Cả hai người đàn ông của chị đều xử sự theo cảm tính, cơ bộ còn đấu nhau dài dài đó. Vậy có đưa anh đi bác sĩ không? Bác sĩ nó không sao hả? Đưa đi rồi, bác sĩ nó không sao. Nhưng bây giờ anh giận lắm, tại phóng viên chụp hình của anh. Trời. À, trời ơi, hôm nay tâm trạng của chị rất vui, còn đích thân xuống bếp làm vài món để cho ảnh vui nữa. Bây giờ chắc khỏi ăn gì hết rồi. Khỏi ăn rồi, bây giờ khỏi ăn gì hết. Những món ngon đều không ăn nổi. Chị chuẩn bị dọn phòng cho anh nghỉ ngơi đi hả? Còn cười nữa. Mấy món gì đâu á, để em ăn cho. Hãy quét hết tất cả sạp báo, tôi không muốn nhìn thấy hai cuốn tạp chí này nữa. Yên tâm đi ông Ngụy, tôi cho người đi làm rồi. Điều tra giùm tôi, cơ phóng viên nào và biên tập nào làm. Dạ biết.
Những chuyện này tôi không dễ dàng bỏ qua. Ông Ngụy, còn một việc này nữa. Mới nhận được tin, chính là Hoa Văn Thạc chuẩn bị đầu tư cho anh em Hoa Văn Hàng 50 triệu để mở hãng xe. 50 triệu hả? Tôi sẽ đuổi theo Hoa Văn Thạc mà đánh, đánh cho hắn phải bù lỗ 50 triệu. Coi sau này hắn còn dám tác quà tác quái nữa không. Làm gì vậy? Thù oán với Vi Tính hả? Vi Tính này cứ treo máy hoài à, không biết có bị nhiễm virus hay không nữa. Có phải chị chưa cài phần mềm chống virus hay không? Trước giờ đều do anh Tiêu làm giùm chị, bây giờ ảnh không có ở đây. Ảnh nghĩ là cũng lâu rồi, chưa quen sao? Chị đâu có máu lạnh như mọi người. Sao liên quan tới em? Là Ba Hạ độc thủ mà, em đâu phải là đồng lõa. Cho dù không phải đồng lõa cũng là đồng thanh đồng tiếng. Vậy thì chị hiểu lầm rồi. Tuy lần này anh Tiêu làm sai, nhưng dù gì ảnh cũng làm việc bao nhiêu năm nay không có công cũng có sức. Em không xóa hết mọi công lao của ảnh vì ảnh làm sai một lần đâu. Nè, cầm lấy đi. Của chị hả? Thiết quyết Vĩnh Tiêu đó. Tuy đã nghỉ việc, nhưng mà còn nhiều thứ vương vấn ở đây. Tự chị giải quyết đi. Cảm ơn. Anh đã đến bưu điện chuyển phục vụ khác. Lần sau khỏi làm phiền em nữa. Chuyện nhỏ thôi mà. Sao hả? Tính nghỉ một thời gian mới đi tìm việc làm hả? Nghỉ à? Anh đã mất thời gian 10 năm. Anh không thể lãng phí thời gian nữa. Anh phải tính toán cho bản thân mình. Xin lỗi. Mọi chuyện ra nông nỗi này em cũng không biết phải nói sao. Tóm lại điều em không muốn thấy chính là anh và ba em căng thẳng với nhau. Có lẽ đó là chuyện tốt. Có thể cho anh sớm nhìn thấy trong lòng ông Hoa anh thật sự không có vị trí nào. Anh không cần phải mất thời gian. Anh đừng nói vậy mà. Vậy nói cách khác đi. Ông Hoa chỉ tin tưởng con trai của mình, vì anh là người ngoài mà. Dù anh siêng năng đến mấy, trung thành đến mấy, cũng không giành được sự tin tưởng. Em cảm thấy sự hiểu lầm giữa bà và anh càng ngày càng lớn. Anh và ông không có hiểu lầm. Anh cảm thấy sau cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á, con người ông Hoa đã thay đổi hẳn. Bây giờ ông làm việc chỉ nhìn người không nhìn việc. So với ông Hoa dân hàng có phong độ đại soái mà trước đây anh quen biết, thật sự khác hẳn. Xin lỗi nha. Anh không nên lải nhải trước mặt em, càng không nên nói xấu ba em trước mặt em. Em chỉ cảm thấy ba em không có anh phụ giúp thật đáng tiếc. Nhưng mà anh rất thông minh, lại có khả năng làm việc, chắc chắn sẽ có ngày thành công. Cảm ơn em. Dựa vào câu nói này của em, anh nhất định sẽ cố gắng. Anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy cách nhìn của em không sai. Cát Ly, anh từng tuổi này chưa bao giờ ăn một lần nhiều trái cây trồng ở trong phòng kính. Xấu hổ quá, ông làm xấu hổ quá đi. Mời chú ba uống trà. À, dạ cảm ơn. Người nhà mà sợ gì. Nếu biết anh phải làm ca phẫu thuật lớn như vậy thì em đến thăm sớm rồi. Trời ơi, em bận nhiều công việc sao dám phiền tới em. Lần này anh vào viện cắt có một đường thôi, đâu có cái gì. Bây giờ rất khỏe mạnh nè. Dĩ nhiên là ông khỏe mạnh rồi, chỉ tội cho Giới Cường phải chịu một nhát giùm ông. Giới Cường có phải người gì rồi anh nói không? Hai anh em nói chuyện đi ha, tôi vào nấu cơm. Đó, nó chính là Giới Cường. À, ba. Ủa chú ba hả? Chú ba. À, đây là Giới Cường hả? Chào chú ba đi con. Chú ba. Nè, giỏi lắm nha, có tương lai lắm. Xế thần Vịnh Thanh Thủy hả? Về rồi hả? Ba, chuyện đua xe rất là nguy hiểm, tốt nhất là đừng có đụng đến nữa. Thì phải đó, trời với đám người đó liệu có kiếm có đánh lộn không vậy? Giới Cường từ tuổi này nó tự biết lo cho mình mà. À phải, cái đèn ở đầu giường anh hình như bị hư đó, em vô kiểm tra giùm anh. Dạ, Vĩnh Tiêu à, nghe nói con đang nghỉ làm ở Hoa Tường phải không? Có phải đang tìm việc làm không? À, phải đó, hôm nay con đi phỏng vấn tìm việc sao rồi? Vẫn tốt. À, tới giai đoạn cuối cùng cũng chờ phỏng vấn thôi. Rất nhiều người tưởng làm ở công ty lớn sẽ có tương lai. Thật ra ai nấy cũng là kẻ lừa gạt. Người thật sự tài giỏi là phải tự kinh doanh kìa. Hay là vậy đi chú ba, chú kêu Vĩnh Tiêu đến công ty theo chú học làm ăn đi. Không phải đó, giúp cho đứa cháu đi. Phải á. Chuyện tìm việc làm tụi con biết tính toán. Ờ vậy tôi vào trong nấu ăn ha. Ờ. Anh cũng đi vệ sinh một chút à. Ngồi xuống đi, nói chuyện với chú Út đi. Con người của chú là không có nhận bà con. Chú không thích dựa vào quan hệ thân thiết. Cho dù con là ai đi nữa, chú cũng không nể mặt đâu.
cho nên con không có quyết định cầu xin chú. Con đừng có gạt chú nữa, cũng đừng có gạt bản thân mình. Con người con làm sao có thể cam tâm suốt đời đi làm công chứ. Nè, ngày mai cứ theo địa chỉ này đến gặp chú. Nếu con làm không tốt, chú vẫn đuổi việc con như thường. Nè Tiêu à, ra ăn sáng con. Con không ăn đâu, ba má ăn trước đi. Con nói sáng nay đi phỏng vấn mà, má ủi bộ đồ vest giùm con rồi nè. Cảm ơn má. Nè, thật ra con có định đến công ty của chú con làm hay không? Dù gì cũng là người trong nhà, làm gì cũng dễ hơn. Bỏ đi, bỏ đi, đừng có làm phiền nó nữa. Loay quay cả buổi sáng rồi. Ba má, thật ra con suy nghĩ kỹ rồi. Làm công thì sẽ không thành tài. Con muốn tự mình kinh doanh. Kinh doanh hả? Kinh doanh gì? Không rành không làm. Con muốn kinh doanh sắt thép. Chỉ cần tìm được thùng vàng đầu tiên, có thể mở rộng tự mình làm chủ. Làm ông chủ cũng tốt nha. Có được không vậy? Alo. Dạ ông Trương. À, ông lấy lô hàng của tôi hả? Không thành vấn đề. Bây giờ tôi chuẩn bị hợp đồng, khi nào xong tôi đem tới cho ông ký. Được, bye bye. Bye bye. Ý, vui vẻ quá ha. Bán được một lô hàng rồi hả? Ông Trần hả? Vĩnh Tiêu đây. Dạ phải. Lô thép của ông tôi lấy. Dạ không thành vấn đề. Trong vòng 2 tiếng chuyển tiền. Vậy ông chuẩn bị hàng xong báo với tôi nha. Được, được. Cảm ơn ông. Bye bye. Có thật là dễ kiếm tiền tới như vậy không? Ông Trần có một lô thép là hàng bị hồi lại, rẻ hơn 10% so với giá thị trường. Bây giờ con có khách mua, sang tay thôi kiếm lời được rồi. Sắt thép đó rẻ cỡ nào cũng cần số tiền lớn, con có nhiều tiền vậy sao? Phải rồi. Con trai má có tiền dành dụm bà. Hơn nữa làm ăn giống như mua nhà vậy, đâu cần là một lần thanh toán hết. Đặt cọc rồi, đợi nhà thầu xây dựng thanh toán thì con có thể trả số còn lại. Có rủi ro không vậy? Rủi ro cái gì chứ? Tin con trai của bà đi, lần này nhất định sẽ có lời. Ra ăn sáng. Ra ăn sáng bà. Hôm khác chúng ta nói chuyện nha. Tạm biệt. Hôm qua. Ông Trương. Hợp đồng đã làm xong rồi. Cậu Tiêu à, thật là gãi quá. Lô hàng của cậu tôi không có mua. Sao vậy? Ông Hoa, tại sao ông làm như vậy? Cậu hỏi vậy nghĩa là sao? Ông nói gì với ông Trương? Tại sao phải tuyệt đường tôi? Chẳng qua tôi tình cờ gặp ông Trương, nói vài lời với ông thôi mà. Vài lời của ông làm cho tôi mất một mối làm ăn. Sau này tôi không cần làm gì, không cần đi đâu hết. Vĩnh Tiêu, tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi. Tuy rằng tôi và cậu không cùng đường, không thể hợp tác, nhưng tôi không định can thiệp vào việc làm hiện giờ của cậu đang làm. Cậu cũng biết công trình ông Trương nhận là công trình của nhà nước. Loại thép bảo yêu cầu phải phù hợp với tiêu chuẩn của nước Anh. Lô thép của tôi thật sự không có vấn đề gì. Hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Chỉ có điều không có chữ BS thôi. Có gì khác biệt? Sự khác biệt chính là đã được kiểm nghiệm và chưa được kiểm nghiệm. Cậu làm việc với tôi lâu rồi, không lý nào tôi không chỉ cậu. Cậu làm ăn không thể gian lận được. Công trình xây dựng là không thể sơ sài. Thật ra làm người làm việc cũng như nhau thôi. Có một tiêu chuẩn. Nếu không thì trên đời này sẽ có nhiều tiêu chuẩn sẽ bị lặp lại. Đủ rồi. Tôi không còn là nhân viên của ông. Không còn vậy không tôi. Ông Trần, nói vài lời được không? Tôi nói rồi, số còn lại còn không trả, coi như là quỹ hợp đồng. Tiền cộng tôi không trả lại cho cậu đâu. Tôi hiểu, nhưng số tiền đó tới 2 triệu là cả gia tài của tôi. Ông thông cảm cho tôi được không? Còn nói nữa, cậu quỹ hợp đồng đột xuất, xem một chút tôi bị cậu hại chết rồi đó. Nếu không phải tôi chịu thiệt, bán hết lô hàng đó với giá rẻ, có phải số còn lại còn chịu hay không? Ông Trần à, tôi dành dụm rất cực khổ, ông trả 2 triệu cho tôi đi. Ông Trần. Có phải anh cảm thấy mình rất thê thảm không? Chú tôi kêu anh đến coi tôi tội tệ đến mức nào đúng không? Ông Nguyên đã biết rõ mọi chuyện. Vì năm xưa ông ấy đã bị Hoa Văn Hàng hại tan tác tơi bời. Hoa Văn Hàng?
Ông Ngụy nói, người nào có xích mích với Hoa Văn Hàn thì chính là bà của ổng. Nhớ kỹ, lúc gặp ông Ngụy phải tỉnh táo vui vẻ. Chuyện trước đây đừng nhắc tới nữa. Làm ơn, tôi đến tìm ông Ngụy, tôi đến để làm việc. Không biết ông Ngụy có tới không? Anh ngồi đó đợi đi. Cảm ơn. Ông Ngụy, đây là thông tin mới cắt ra. Còn có báo cáo phân tích 6 tháng cuối năm của Mỹ Lâm và Cao Thịnh. Lát nữa tôi đưa. Ông Ngụy à, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Hôm nay tôi không có tâm trí coi, để qua một bên đi. Ý, còn tới rồi hả? Dạ. Theo chú vào đây. Hơ, không ngờ con tới sớm như vậy. Ngồi đi. Sao hả? Có hài lòng với công ty này hay không vậy? Trong công ty chỉ có 2 nhân viên. Con cũng không biết họ làm việc gì. Thật tình con không biết có xứng đáng con hài lòng hay không. Con cũng rất thông minh. Bề ngoài công ty này là công ty đầu tư. Thật ra chỉ có cái vỏ, không có nghiệp vụ gì thực tế cả. Sao chú kêu con đến làm? Hai người bên ngoài từng là trợ lý đắc lực của chú. Họ đã làm sai, xém chút bị đuổi việc. Nhưng chú nghĩ tình họ theo chú lâu rồi. Không có công cũng có sức, nên cho họ ở đây chịu cảnh như vậy đó. Ý chú là con cũng giống như họ? Ý, đâu có giống. Hai người đó từng chiến đấu và kiếm tiền giùm chú. Còn con đã từng làm gì? Cả hãng xe lo cũng không xong. Bị Qua Văn Hàn quét ra như quét rác vậy. Tại chú nể mặt ba con, nên mới lượm cô về đây thôi. Thì ra con không có giá trị gì. Con ở đây đâu có ý nghĩa gì. Quả thật chú không nhìn lầm. Chịu không nổi một đòn. Chú tưởng con sẽ làm gì đó cho Qua Văn Hàn coi, chứng tỏ con có giá trị và thực lực. Thì ra lại không có. Có thật là chú có thể giúp con lấy được những gì con cần không? Vấn đề này đúng ra chú nên hỏi con mới phải. Nếu không có vấn đề gì, con có thể làm liền được không? Con không hỏi công việc này con làm là gì sao? Chỉ cần được thể hiện làm công việc gì cũng được. Tốt, chú thích những người biết thức thời. Đợi thời cơ chín mùi, sẽ có cơ hội cho con phát triển. Nhưng mà con phải nhớ, không được nói với bất cứ ai, ông chủ sau lưng công ty này là chú. Con nghe rõ chưa? Không thành vấn đề. Cảm ơn anh đã mời em ăn cơm. Anh tìm được việc làm dĩ nhiên là phải mời em ăn cơm rồi. Anh có thể thời dịp này nhờ em giới thiệu khách hàng nào muốn đầu tư cho em. Nói gì thì nói, anh chưa từng làm nghề đầu tư, liệu có cực quá không? Đã uổng phí 10 năm rồi. Anh không thể lãng phí thời gian nữa. Anh nhất định phải cố gắng lấy lại những gì mình đã mất. Xin lỗi nha. Đâu có gì. Chuyện giữa anh và em và ông Hoa buông xuôi hết rồi. Thật hả? Ok. Điều mà anh không thể buông xuống chính là không thể tiếp tục ở bên em. Làm việc. Bông tai của em. Đừng lộn nữa. Bông tai này lúc nào em cũng đeo, em nhất định rất thích. Bông tai này là anh Will tặng. Anh biết. Vậy sao anh còn lường? Bông tai này đối với em nhất định có giá trị kỷ niệm mà. Anh đứng lên đi. Hả? Đó đã là chuyện trước đây rồi. Đối với em không còn ý nghĩa gì nữa. Xin lỗi. Khơi lại chuyện đau lòng của em. Không phải là em đau lòng, mà là vì anh tốt với em quá. Em rất cảm động. Nếu em thật sự cảm thấy anh tốt với em, hy vọng trong lúc anh suy sụp nhất trong đời, em sẽ cùng anh vượt qua.
vậy là gọn gàng sạch sẽ. Cũ quan trọng là phải coi nó có bị đụng trầy hay không, có bị mớp không, coi đường nét có thoải mái không, có đem đi sơn lại và khác màu không. Nếu muốn chắc ăn một chút có thể nâng xe lên coi dưới sàn dưới, nhưng mấy người mua xe cũ ít làm vậy lắm. Với lại quan trọng là phải mở đầu xe ra coi bình nước có cần thay không, dây cua ro có bị giãn không, ắc quy có lỏng không, có thay nhớt không, lưới thông gió có sạch không. Đại khái chỉ đơn giản như vậy thôi. Thanh Lâm hả? Làm gì vậy? Đâu có gì, hiếm khi thấy anh nói nhiều như vậy. Vậy sao? Người đẹp. Bác, có nể mặt cùng ba đi ăn trưa không? Ba có đặt bàn rồi, ở khách sạn 6 sao đó. Cùng đi ăn trưa nha. Cô được cái 6 mà. Anh đưa ra rất nhiều ý kiến cho đặt sang xe hơi của tôi. Tôi nên mời anh một bữa cơm, sẵn dịp giới thiệu ba tôi cho anh làm quen luôn. Cũng được. Ba ơi, đặt thêm một chỗ đi. Ba đã suy đi nghĩ lại, đột nhiên muốn uống trà sữa. Hình như ở phía trước có một quán ăn, không cần phải kiếm chỗ đậu xe, thoải mái hơn nhiều. Với Cường chính là xế thần Vịnh Thanh Thủy, ảnh là em trai của anh Tiêu. Lúc còn nhỏ đã tự lực cánh sinh, thương người nhà lắm. Còn hiến nửa lá gan cho ba ảnh nữa. Chú muốn ăn gì? Một bánh nướng ở đây ngon lắm, chú ăn thử không? Tôi không ăn hết, mỗi người một nửa nha. Được. Làm ơn lấy hai dĩa bánh nướng và ba trà sữa. Dạ được. À phải, với Cường, cậu có thuốc lá không? Tôi không có hút thuốc. Không hút. Nè, ngoài sửa xe và đua xe ra, cậu còn có sở thích gì không? Thật ra tôi còn biết thay ổ khóa và điện nước nữa. Có lý tưởng gì không? Không lẽ cậu định suốt đời làm nghề sửa xe? Ba. Ba làm quen với bạn mới mà. Có biết sử dụng vi tính không? Chơi game có phải gọi là biết không? Chuyện là vậy, bây giờ trong xã hội này không biết sử dụng vi tính là thiệt thòi lắm, khó cạnh tranh với người ta. Tôi quen rất nhiều người trong ngành IT, để tôi giới thiệu cho cậu học hỏi cho biết nha. Thật ra trau dồi thêm cũng tốt. Xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh một chút. Ba làm gì vậy? Lần đầu tiên làm quen người ta mà hỏi này hỏi nọ. Ba chỉ có một mình con thôi, dĩ nhiên phải hỏi cho rõ ràng. Ba biết là con thích đẹp trai, nhưng mà đẹp trai cũng phải có chút tài năng mới được chứ. Cậu thằng này chỉ tầm tạm thôi. Ba làm ơn đừng có suy nghĩ lung tung. Một là con không có ham đẹp trai, hai là tụi con chỉ là bạn bình thường thôi. Trời, con làm gì phản ứng mạnh dữ vậy? Ba chỉ nói vậy thôi mà. Dạ, trà sữa cảm đây. Cảm ơn. Cảm ơn. Nè, ăn đi ăn đi. Phải rồi chú à. Gọi tôi là ông Hoa. Dạ. Tôi muốn hỏi, theo bạn của ông học vi tính có mắc không? Yên tâm đi, không có mắc lắm đâu. Thật ra làm nghề sửa xe cũng được đó, sở riết mở tiệm làm ông chủ luôn, rất có tương lai. Ngày nào cũng có người tài mà. Ăn đi. Thật sự không đến phiên em không có tin nó Thiệu Lương. Con người có tiền, tâm trạng cũng phấn khởi hơn. Em coi bầu trời rất là đẹp, nước lại xanh biếc, có phải rất vui không? Vui nhất là thị trường cổ phiếu. Hôm nay vừa lên sàn nó tăng rồi, đến chừng nào mới tụt xuống ha. Đó mới gọi là giàu sang. Ép người muốn nở cũng nở không nổi. Cạn đi. Cạn đi. Ui, thôi dẹp đi. Là phụ nữ hả? Không nghe cổ sẽ giận đó. Còn phiền hơn phụ nữ nữa đó. Cách một hai ngày, mấy ngân hàng gọi đến hỏi công ty chúng ta có vay vốn mở rộng hoạt động hay không. Cổ phiếu của chúng ta tăng liên tục, thiếu gì tiền để xoay sở, sao phải vay tiền của họ chứ? Thì phải rồi, chúng ta cho họ vay tiền còn được đó. Ý, thế lượng của anh rồi. Có gì đâu, tâm trạng đang vui, chiều cổ một lần. Alo. Không biết anh nghe được tiếng của tôi còn phấn khởi vậy không? Phải nói là không còn tâm trí. Sao hả? Tính rủ tôi đi chơi golf à? Muốn hẹn anh bàn chuyện làm ăn thôi. Ê, thiệt là ngại quá. Thuyền mới của tôi vừa mới ra biển, bây giờ không rảnh để giao thiệp đâu. Tôi biết, tôi nhìn thấy anh mà.
Tự nhiên đi. Vết thương của ông đỡ nhiều rồi chứ? Cảm ơn. Chỉ tại mấy người không đâu giết lung tung thôi. Trở lại vấn đề đi. Tôi muốn mua hết cổ phần vô hạn Khoa Nghiên trong tay của hai người. Không biết ông Ngụy định trả bao nhiêu để mua lại của chúng tôi? 200 triệu. 200 triệu? Ít vậy. Loại cổ phiếu của chúng tôi ngày nào cũng tăng. Bán con gà biết đẻ trứng vàng cho ông. 200 triệu vậy ông lợi quá rồi. Coi ra anh chưa nắm rõ trò chơi của thị trường cổ phiếu rồi. Cổ phiếu tăng có nhiều nguyên nhân. Một trong các nguyên nhân chính là có người vào cuộc mua rất nhiều cổ phiếu của anh đó. Nhưng ông trả thấp quá, tôi thấy ông không có thành ý. Hãy làm gì? Tôi vào cuộc từ từ mua cổ phiếu của anh. Sau khi trở thành cổ đông lớn, mở cuộc họp cổ đông, ngồi xuống từ từ nói với anh. Như vậy có thành ý rồi chứ? Như vậy tức là ông muốn thâu tóm. Mang ý xấu. Tôi cũng muốn chơi trò thâu tóm. Qua văn thạc anh có bao nhiêu tài sản, chẳng lẽ tôi không biết sao? Anh cứ việc đi vay tiền của ngân hàng bán với tôi đi. Có chiếc thuyền nhỏ của anh, làm sao đấu với du thuyền của tôi đây? Đã lái thuyền ra biển chơi thì lường trước sẽ có sóng gió, thì ta biết còn bị chìm nữa là. Chúng ta đi. Anh Hành. Ông Nguyễn. Có làm phiền anh không? Không có. Ngồi xuống rồi nói. Tại sao anh nhất quyết chọn vô hạn Khoa Nghiên? Không phải là tôi tới mấy chuyện đâu. Nhưng tôi lo cho công ty của mình, nên là phải nhờ người giúp tôi hỏi cho rõ ràng. Lo chuyện kinh doanh của mình là đúng, tôi không trách cậu. Trước đây cậu mở công ty này cũng là đầu cơ coi tình thế, giá tốt cậu sẽ hưởng lợi. Nhưng tôi không hiểu, tại sao cậu không bán cho tôi? Biết bao nhiêu công ty, tại sao lại chọn công ty vô hạn Khoa Nghiên? Có phải là vì... Nó sợ anh chống đối Hoa Văn Thạc sẽ giở trò với họ. Hoa Văn Thạc không có đầu óc. Nhưng cậu đâu phải vậy. Công ty này của cậu đáng giá bao nhiêu cậu biết rõ mà. Công ty cậu có thành tích như ngày hôm nay cũng là nhờ cậu. Nhưng tôi thấy Hoa Văn Thạc cái gì cũng hạn chế cậu, nên tôi thấy tức cho cậu thôi. Cũng phải đó. Người ban đầu đề nghị kinh doanh cổ phiếu khoa mạng chính là tôi. Nếu anh cứ làm theo ý của mình, vay tiền ngân hàng để đấu với ông, nhất định tôi sẽ phản đối. Vậy cậu và anh ta bàn bạc lại đi. Ok. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Cảm ơn chị hai. Không làm phiền hai người nữa. Bye bye. Bye. Sao? Em còn chuyện muốn hỏi anh hả? Anh lựa chọn hơn thua với Hoa Văn Thạc không thể nào không có liên quan đến chuyện riêng, phải không? Em quan tâm anh hay là sợ anh hại hắn ta? Thật sự em trai của em đã bỏ cả gia tài vào đó. Yên tâm đi, anh không nể mặt cũng phải nể mũi chứ. Anh đã cho em của em một con đường sống. Còn Hoa Văn Thạc, nếu hắn chịu buông tay, anh làm sao hại hắn được? Trừ phi bản thân hắn ngu. Sao tự nhiên tới thăm anh vậy? Tôi đến không phải để thăm anh, mà tôi có chuyện muốn nói với anh. Sao đứng thừa đó vậy? Ngồi đi. Em đến tận đây tìm anh có chuyện gì? Có phải định vay tiền của ngân hàng để chơi trò thâu tóm với Ngụy Thiên Hành không? Sao đột nhiên em lại quan tâm anh quá vậy? Tôi không muốn nhìn thấy anh thất bại nặng nề nữa. Cũng không muốn anh liên lụy Thiệu Lương và ảnh hưởng đến cuộc sống của Thanh Lâm. Coi như tôi cầu xin anh cũng được, khuyên anh cũng được. Anh đừng có vay tiền ngân hàng tự đào quyệt nữa, có được không? Anh tự đào quyệt? Tại hắn thấy sợ các em tôi thuyết phục anh thì có. Anh chững chạc một chút có được không? Người ta có bao nhiêu gia tài, anh có bao nhiêu gia tài. Hơn nữa bán cổ phần cho ảnh cũng đâu phải là không có lời. Tại sao phải hơn thua với ảnh chứ? Lần trước khu nhà cũ xây lại, anh may mắn lại được 50 triệu. Lần này anh nhất định sẽ đòi lại, mà còn bắt anh trả cả vốn lẫn lời luôn đó. Thực sự anh không hiểu. Anh tự thành lập công ty mà còn kinh doanh rất là tốt, đã trở thành nhân tài của giới IT. Nhưng em vẫn nói anh vô dụng,
coi thường anh, đấu không lại hắn. Vì bây giờ anh chỉ kiếm được tiền thôi, chứ không phải là anh đã thông minh. Quân Thượng Lương, mau vào đây. Chuyện gì vậy? Hãy lập tức gọi hết các giám đốc cửa hàng tới đây, tôi muốn dây tiền ngay lập tức. Có lẽ hôm nay tôi đến đây cũng là chuyện thừa thãi rồi. Sao hả? Mới sáng sớm đã mời tôi đến, tối qua ngủ không được à? Tôi làm gì mà ngủ không được? Gần đây vô hàng khoa nghi của chúng tôi tăng vọt, đã làm cho ông rối tung lên phải không? Tôi nghĩ người không ngủ được là anh mới phải. Vì theo biểu đồ tăng của cổ phiếu mấy hôm nay, chắc chắn anh đã bỏ ra rất nhiều tiền để nâng giá, có phải không? Ông nghĩ chỉ có ông mới có thực lực sao? Nhưng mà vậy bây giờ ông rút lui vẫn còn kịp. Không đâu, mà tôi vẫn có hứng thú mua lại cổ phần trong tay của anh. Nhưng tính luôn khoản nợ mà anh vay thì giá phải thấp một chút đó nghe. 160 triệu. Thì ra đã bàn chuyện làm ăn với một tin khùng uổng công. Tin cổ phiếu Mỹ, chỉ số Nasdaq lại tuột 100 điểm, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi ngân hàng Mỹ tuyên bố thời gian tới sẽ tăng thêm lãi. Cổ phiếu khoa mạng tiếp tục tung ra những tin không hay. Chà, nè, 5 phút trước còn đã giá 160 triệu, bây giờ tôi trả 130 triệu, anh có bán thì bán. Không bán. Anh Uông à, ông Ngụy đang nghỉ ngơi, anh không vào được đâu. Tôi có chuyện quan trọng thì ông chủ của cô có thiệt hại gì, cô đánh giá có đổi hay không? Nhưng mà ông Ngụy đã dặn bất cứ ai cũng không được vào mà. Anh để tương lai. Ông Ngụy à, xin lỗi ông. Cô ra ngoài đi. Ngồi đi. Sao hả? Có chuyện gì mà tìm tôi gấp vậy? Vào trước anh có nhắc với tụi em là muốn thâu tóm vô hạn khoa nghiên mà, có phải gì không? Em muốn bàn chuyện bán cổ phần. Hiện nay cổ phiếu khoa mạng bên Mỹ ngày nào cũng tuột, tình thế có vẻ không tốt, phải nói là thời cơ đã qua. Bây giờ tôi không có hứng thú thâu tóm nữa. Em biết lâu nay anh căm ghét Quay Văn Thạc lắm, anh muốn chơi ảnh, nhưng mà đâu có liên quan tới em đâu, em vô tội mà. Cậu muốn sao đây? Anh có thể mua hết cổ phần của em trong công ty được không? Nè, thật lòng mà nói, cổ phần tôi sẽ không mua, nhưng mà tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu chết. Nè, đây là đợt đầu, cậu chỉ cần làm cho Hoa Văn Thạc một vố tơi bời, sau này cổ phiếu khoa mạng tuột mất kỷ lục, mọi thiệt hại của cậu tôi sẽ chịu hết. Anh đưa tiền cho em, nhưng mà anh không lấy cổ phần của em. Cái tôi có là tiền, chỉ cần chơi Hoa Văn Thạc một vố, tôi lấy tiền hai người, có sao đâu chứ. Ô, khoan đã, anh định giỡn tới mức độ đâu vậy? Điều này cậu không cần phải hỏi. Bây giờ cậu không còn con đường lựa chọn, một là làm, hai là không làm. Làm thì có lợi cho cậu, cậu không làm thì ôm Hoa Văn Thạc chết chung đi. Màn kịch hay sắp được trình diễn rồi, cậu xách cái ghế ngồi ở hàng đầu coi đi. Phần thiết kế phụ tùng ở trong xe phần lớn đã hoàn thành rồi. Phải nói là tốc độ chưa chớp, nhất định sẽ làm cho các chuyên gia nước ngoài giật mình. Chúng ta chỉ sử dụng những phụ tùng có sẵn lắp ráp thành chiếc xe, kèm theo catalog tham khảo cách thiết kế trái hướng này, dĩ nhiên là mau rồi. Dân dân à, cậu tìm được hãng xe nào hợp tác chưa? Những hãng xe có quyền chế tạo, nếu dựng lấy việc tiêu thụ xe hơi làm mục tiêu, thực sự không cần phải hợp tác với chúng ta. Mặt khác thì lại ra giá rất cao, nhưng mà cũng đừng nản lòng. Vì có rất nhiều hãng xe nợ nần khắp nơi, sắp bị phá sản, bằng lòng hợp tác với chúng ta, thậm chí chúng ta có thể hoàn toàn thu tóm hãng xe trùng cánh này. Chỉ cần Văn Thạc có thể cung cấp đủ nguồn vốn thì có thể lập tức hoạt động. Chú ba yên tâm đi, nhìn chú Út kìa, như cái máy rút tiền để sẵn ở đó, không có nhúc nhích, biết tiền bạc không thành vấn đề. Văn Thạc. Cũng may là chú mở mắt ra, con tưởng chú ngủ gục rồi chứ. Chú Út bận độ nhiều việc, dĩ nhiên phải quan tâm việc lên xuống của cổ phiếu. Vừa rồi nói tới đâu? Dân dân hỏi em, 50 triệu đó khi nào lấy được? Mấy chục triệu cũng không ít, dĩ nhiên là cần ít thời gian để điều động. Nhưng yên tâm đi,
Khi nào lo xong em sẽ lập tức báo với mọi người. À, có ai uống bia không? Để em vào lấy. Tin cổ phiếu Mỹ, chỉ số Nasdaq lại tuột 100 điểm. Nguyên nhân chính là bị ảnh hưởng bởi ngân hàng Mỹ tuyên bố thời gian tới sẽ tăng lãi. Cổ phiếu khoa mạng tiếp tục tung ra những tin không hay. Nè anh Thạc. Nè. Tối rồi hay em làm cái gì chứ? Anh thấy thị trường cổ phiếu cũng ổn lắm. Ở bên Mỹ đang tuột dữ dội. Bán cổ phần đi. Trời ơi, đó là do thị trường tự động điều chỉnh thôi. Em thấy đâu có vấn đề gì. Chà, kiểu đó của em sao thay đổi nhanh vậy? Mấy ngày trước em còn đòi bán mà. Cũng tại em đằng trước sợ sói, đằng sau sợ cọp mà. Mấy ngày trước bị Ngụy Thiên Hành buông lời hăm dọa nên phản ứng bị nhạy cảm. Nhưng sau đó về nhà nghĩ kỹ lại, xem chút chúng ta bắt bẫy của Ngụy Thiên Hành rồi. Em nói sao? Đạo lý rất đơn giản. Đến bây giờ ổng còn hốt hàng, chứng tỏ ổng biết giá sẽ tăng lại mà. Em không nghĩ là hắn sẽ nhìn lầm sao? Tất cả những người ở bên Mỹ đều không còn lòng tin đối với cổ phiếu khoa mạng. Bây giờ bắt đầu điều động vốn rồi, em có biết không? Vậy thì sao chứ? Cả khủng hoảng kinh tế Ngụy Thiên Hành cũng né được. Anh nghĩ coi, cổ phiếu sẽ lên lại thật sao? Không được đâu, không nên mạo hiểm, bán luôn cho rồi. Dù gì anh hai cũng đang đợi tiền để xây hãng xe. Nói đi nói lại cũng vì anh hai của anh thôi. Về mặt sổ sách em nắm rất rõ, ít nhất anh phải lấy 50 triệu. Em nghĩ coi phải bán bao nhiêu. Em tính rồi, cộng luôn phần của anh vay của ngân hàng để thâu tóm ngược, ít nhất chúng ta phải bán 100 triệu. 100 triệu, giá này cũng đâu phải cao, chắc là sẽ có người mua. Nhưng chờ một thời gian nữa chúng ta sẽ có lời gấp đôi. Tại sao cô đánh cược chứ? Anh đã gọi em tới chính vì không muốn mạo hiểm. Nói hoài em cũng không hiểu. Anh làm nhiều chuyện mà em cũng đâu có hiểu đâu. Tóm lại anh hứa với em, thấp hơn giá 100 triệu anh cũng không bán. Được. Sao hả? Đi được chưa? Anh chào bận rộn. Xin lỗi, lo làm việc mà anh quên cả thời gian. Em đã đặt chỗ ăn trưa nhưng chưa tới giờ. Mau lắm, chờ anh chút nha. Nè, em ngồi đi. Cảm ơn. Không có gì. À phải, lúc nãy thấy trên bàn anh có bản kế hoạch thâu tóm công ty Do Hạng Khanh Niên. Có phải nhà đầu tư muốn thâu tóm công ty của chú Út em không? Đâu có. Khách hàng này đối với tiềm lực của công ty khoa mạng hiện nay rất có lòng tin. Hơn nữa bây giờ anh cũng đang nghiên cứu về mặt này. Em biết đó, đây là kế hoạch đầu tiên sau khi anh chuyển nghề. Anh cũng muốn thể hiện mình. Nhưng mà thật sự anh không ngờ, kế hoạch đầu tiên sau khi anh rời khỏi quốc ngoại thì liên quan đến nhà họ Hoa. Hay để em bàn bạc với chú Út giúp anh ký hợp đồng này nha. Thôi khỏi đi, anh không muốn dựa vào người khác, chỉ muốn dựa vào chính mình. Em hiểu, nhưng nếu như em muốn... Em biết đó, chuyện lần trước anh đã khiến mọi người trong gia đình em mất lòng tin vào anh, không tin tưởng anh. Chính vì vậy mà anh càng hy vọng chứng minh thực lực của mình, khôi phục lại lòng tin của họ. Anh không muốn em đứng giữa phải khó xử đâu. Thôi được rồi, anh có khí phách và biết nghĩ cho em như vậy, để em động viên anh. Ở ngoài đường đó em gan vậy sao? Thưởng cho anh trái cà bi nè. Lần trước ông nói thâu tóm cổ phần của chúng tôi giá 130 triệu. Chúng tôi đã bàn bạc lại, bây giờ quyết định bán cho ông. Được, nhưng mà giá phải điều chỉnh lại đó. Tôi biết thế nào ông cũng ém giá. Ông muốn điều chỉnh bao nhiêu? Hãy hỏi bản thân anh, anh muốn bán bao nhiêu? 120. 101. 100 đi. Thấp nhất rồi không giảm nữa đâu. 80 triệu. 80 triệu. Sao hả? Anh tưởng tôi khùng sao? Bây giờ thị trường cổ phiếu bên Mỹ đang bị tuột, cổ phần của mấy người còn đáng giá 100 triệu sao? Tức là ông Thuận Đức đục thả câu rồi. Tùy anh thôi, anh không bán cũng được mà. Nè bây giờ anh tự động tìm đến, nhất định là có nguyên nhân. Có phải anh đang cần tiền không? Đừng suy nghĩ nữa. Vì bộ dạng của hắn là cố tình trêu chọc chúng ta. Hey, hai người có thể về nhà từ từ suy nghĩ lại. Thôi khỏi đi. Tôi tin ngoài ông ra vẫn còn người
muốn mua cổ phần của chúng tôi. Chúng ta đi. Không tiện nha. Có phải đang buồn về chuyện công ty hay không? Không phải. Hôm đó ở nhà nhìn em thì em đã biết rồi. Vừa nghe tin Nasdaq bị tuột dữ dội thì em lập tức ngay người ra. Nhưng cả nhà đang có mặt nên anh không muốn hỏi em, mắc công họ lo lắng. Có phải em lại chê anh làm phiền em không nên không muốn nói? Có chuyện gì thì tụi em giải quyết. Có lẽ em có điều khó nói, anh không ép buộc em. Nhưng giả sử là vốn liếng gặp phải vấn đề thì em không cần bỏ ra 50 triệu đó. Anh và anh ba sẽ nghĩ cách để giải quyết. Điều quan trọng bây giờ là em giải quyết chuyện làm ăn của em đi. Nhưng em đã hứa là... Quan trọng là phải hứa với mọi người. Nếu có vấn đề gì không giải quyết được, phải nói cho mọi người biết. Hả? Qua ông Uông, đây là ông Nguyễn Vĩnh Tiêu. Cảm ơn. Chào ông Qua, ông Uông. Lâu nay em cứ tưởng chó là rất trung thành, thật tình không ngờ là có chó cắn lại chủ của mình. Điều này cũng khó trách lắm. Theo qua dân hàng kiếm ăn, muốn kiếm miếng xương gặm cũng khó. Tôi nói có đúng không anh Tiêu? Cậu đến đây làm gì? Là vậy. Bây giờ tôi làm gì cho công ty đầu tư? Lần này tôi thay mặt khách hàng đến đây. Ông ấy tin tưởng tiềm lực phát triển của công ty ông. Hơn nữa cũng dò la được hai vị có ý bán cổ phần trong tay, cho nên nhờ tôi đến trao đổi. Đương nhiên chúng tôi cũng đã điều tra thị trường. Khách hàng của tôi dự định trả 150 triệu mua hết 30% cổ phần ở vô hạn khoa nhiên của hai vị. Nói thật hả? Nói thật thì ngồi xuống nói chuyện. Cảm ơn. Cậu vừa mới phản bội anh hai của tôi. Con người của cậu cũng có uy tín, tại sao tôi phải tin cậu? Hai vị tin hay không cũng được. Lần trước chuyện Trường Lộ Huy đăng chỉ là sự hiểu lầm. Đến giờ tôi vẫn không hổ thẹn với lòng của mình. Những người lần này ông tin không phải là tôi, mà là khách hàng của tôi. Tôi chỉ làm những việc mà một người cố vấn đầu tư nên làm. Được rồi, đừng nói nữa. Có đem theo tài liệu không? Có. Nào, đây chính là tình hình hoạt động của công ty tôi. Ông có thể từ từ tham khảo. Cứ để lại đây cho tôi coi. Coi xong tôi sẽ trả lời cậu. Cảm ơn. Anh thấy sao? Liệu có tốt cái chúng ta tới vậy không? Đối với những gì người này nói, khó mà tin được. Nè, em thấy chuyện này có thể nghĩ như vậy. Đến bây giờ vẫn còn người hỏi giá, tức là công ty chúng ta có giá trị. Anh đó, đừng bao giờ nóng lòng quá mà đem công ty chúng ta bán giá rẻ. Anh nghĩ coi em nói có đúng không? Ráng kiềm chế đi. Ở đây có rất nhiều kiểu giày mới, con từ từ coi đi, thích đôi nào bác tặng cho con. Lại tặng. Bác à, hôm nay bác đã tặng cho con rất nhiều thứ rồi, từ ăn đến mặc, từ ngoài vào trong, tất cả đều tặng cho con. Bạn trai con không rảnh, cho nên má của bạn trai con phải đại diện để tặng cho con. Nè, giày á thì thật sự phải do bác tặng. Bởi vì một đôi giày tốt đối với người phụ nữ rất quan trọng. Dạ phải, con nghe anh Ban nói bác rất thích nghiên cứu đối với giày. Con đường đi có thoải mái hay không tùy thuộc con có chọn được đôi giày thích hợp cho mình không. Người ta nói đàn ông sợ chọn lầm nghề, đàn bà sợ lấy nhầm chồng. Chắc là phải thêm một câu, người sợ mua nhầm giày. Cũng phải đó. Thật ra chọn giày còn khó hơn chọn chồng. Sao hả? Con đã chọn được đôi giày thích hợp cho mình chưa? Chấn bàn thích uống canh lắm. Dạ được, dạ được. Nè bác ạ. Ừ,
Nước sôi rồi. Con cũng xong rồi. Cẩn thận nha. Dạ. Nóng lắm. Mỗi một ngăn để một dĩa. Một lần có thể hấp được nhiều món vậy sao? Phải đó. Còn có nút chỉnh giờ nữa. Tới giờ thì nó tự tắt. Vậy là xong, khỏi cần canh. Tiện lợi quá. Ủa Tú Phong. Con chào bác. Để tôi còn xuống bếp hả? Vì bác phải ăn thêm hai chén hay là bớt hai chén đây? Con nghĩ bác cứ ăn theo khẩu phần bình thường. Tại vì con đâu có biết nấu nướng, con đang học nghề thôi. Đợi nay mai con biết nấu, con sẽ nấu cho bác ăn. Tối nay có đông đủ người ăn cơm không? Ờ, vắng mặt Thanh Du. Thanh Du bằng cái gì? Tối nay rất đông người mà. Thanh Du chị... Thanh Du có hẹn với bạn. Không lý nào lại bắt nó hủy cuộc hẹn. Sao giờ này nó về nhà ăn cơm vậy? Bác à, có phải con nói sai gì không? Không có. Vì bác trai và Vĩnh Tiêu có sự hiểu lầm nên bác không muốn xin thêm chuyện. À, cũng may là bác đã đỡ lời giùm con. Nè, à, có đói không? Giờ này còn sớm, ăn cơm xong sẽ đi coi phim. Thanh Vũ. Xin lỗi nha, vừa rồi anh nói gì vậy? Em đang nghĩ gì vậy? Lúc nãy em nhìn thấy má và Tú Phong. Má đã nhìn thấy chúng ta đi bên nhau. Em nghĩ má sẽ nói cho ba biết. Em sợ ba em phản đối chúng ta? Không phải em sợ ba phản đối. Em đã từng tuổi này rồi. Em quen biết ai, làm bạn với ai, ba không thể quản lý em. Anh yên tâm đi. Dù ba có nói gì cũng không làm ảnh hưởng quan hệ giữa em và anh. Hay là hôm khác hay đi coi phim. Bây giờ anh đói bụng quá, muốn đến nhà em ăn cơm. Em không giải quyết chuyện này, em sẽ không thể nào ăn cơm nổi, coi phim nổi đâu. Chồng xấu dù sao cũng phải gặp ba vợ chứ. Không biết xấu hổ. Ai là ba vợ anh chứ? Nè, anh đã nhận mình là chồng, còn nói anh không biết xấu hổ à? Chị Du có về ăn cơm không? Không về đâu. Dạo này ngày nào cũng có hẹn, chắc là đang yêu rồi. Vậy thì sao chứ, cả anh cũng có người yêu. Điều kiện của chị Du rất tốt, thiếu gì người đeo đuổi. À, nghe giọng nói của em như đã biết được gì đó. Mau nói, có phải chị hai có bạn trai mới không hả? Em không biết. Em mà không biết hả? Làm sao em lại không biết chứ? Vừa giỏi vừa xinh đẹp, có bạn trai đâu có gì lạ đâu. Đủ rồi, đừng giỡn nữa. Ngồi xuống ăn cơm đi. Thôi ăn cơm ba. Chào. Thiết quyết điểm tiêu. Ba, chú Út. Ông Hoa lớn, ông Hoa nhỏ, bà Hoa. Chào. Đột nhiên đến làm phiền thật ngại quá. Gửi chút quà mọn. Khách sáo quá. Con dẫn một người bạn về ăn cơm. Cơm đủ mà má. Đủ. Nè, ngồi đi. Ngồi đi. Chị Lan à. Dạ. Thêm hai chỗ đi. Dạ. Khách sáo mua nhiều quà đến. Thì ra anh là bạn trai mới của chị tôi hả? Hơ. Trước đây hai đứa gặp nhau suốt ngày không có chuyện gì xảy ra, sau khi xa nhau mới xẹt ra lửa tình ha. Còn giỏi thiệt. Chị Du, thật ra từ đầu em đã đoán được, nhưng không ngờ lại tiến nhanh tới như vậy. Lần này tôi đã đánh giá thấp về cậu. Không ngờ cậu tài tình quá. Lâu nay tôi rất có lòng tin với chính mình, tại ông Hoa không biết thưởng thức thôi. Nhưng tôi tin trên đời này ắt sẽ có người biết thưởng thức. Có xứng đáng thưởng thức hay không là tùy ý kiến của mỗi người. Nhưng con người luôn 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 có lúc bị đánh mất, nên có lúc nhìn sự việc không rõ ràng. Ông Hoa, ông phản đối tôi và Thanh Du yêu nhau. Bây giờ các bậc cha mẹ làm sao có thể phản đối con cái của mình yêu đương chứ. Nhưng cậu đừng để tâm tôi có phản đối hay không. Quan trọng là Thanh Du có yêu cậu hay không. Cho nên chỉ cần cậu yêu nó, làm cho nó vui, thì tôi đã biết ơn cậu. Ông yên tâm, tôi đã đến với Thanh Du, nhất định khiến cổ vui. Tôi biết bây giờ cậu rất yêu Thanh Du, cho nên tôi cũng tin những gì bây giờ cậu nói là thật. Sau này ông sẽ tiếp tục tin tôi. Tương lai đang nằm trong tay của cậu. Rốt cuộc ông vẫn lo tôi sẽ không tốt với Thanh Du. Tôi sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ con cái mình. Tôi không để bất cứ ai bắt nạt tụi đó. Tôi hiểu mà.
Ăn trái cây đi. Đang nói gì vậy? Đang nói tại sao nãy giờ không có trái cây để ăn. Còn đó, vừa rồi rất đông người ăn cơm mà không chịu vào phụ, chỉ có một mình Tú Phong làm thôi. Hay quá, bây giờ bà chỉ thương con dâu, không thương đứa con gái này nữa rồi. Con có bạn trai thương con mà. Chạy nhanh quá, bị cọp rượt hả chú Út? Thanh Du, trời, không chỉ là cọp mà còn có khủng long nữa. Chạy chậm nửa bước là mất mạng. Sao hả, con cũng tới đây tập à? Con không có đi chơi với Vĩnh Tiêu sao? Anh nói là có công việc phải làm nên đi rồi. Nói gì thì nói, con và anh Tiêu yêu nhau, chú có phản đối không? Hey, nếu cặp với Thanh Lâm thì chú phản đối. Tuổi tác chênh lệch nhau quá lớn. Thật ra đó hợp với con là được rồi. Những người khác nghĩ sao không quan trọng. Thật sự là anh rất tốt với con. Nhưng mà ba, tuy rằng ba không có lên tiếng, nhưng con biết là ba không đồng ý lắm. Đành phải đợi một thời gian, hy vọng ba hả giận rồi thì sẽ chấp nhận anh. Con tin tưởng nó tới vậy sao? Anh làm ở quốc ngoài đã 10 năm, còn có biệt danh Thiết Quyết Vĩnh Tiêu. Con người anh thế nào con biết rất rõ. Con có biết nó đại diện cho khách hàng của nó muốn thâu tóm công ty của chú không? Dạ biết. Anh nói có lẽ chú vẫn chưa có lòng tin về ảnh, cần phải suy nghĩ phải không? Nó đã nói gì với con? Con có hỏi ảnh có cần giúp ảnh bằng với chú không? Anh nói là không muốn dựa vào quan hệ, chỉ muốn dựa vào thực lực và thành ý của mình. Thật ra nếu điều kiện phù hợp thì chú cứ thử suy nghĩ coi sao. Chuyện gì đó? Mời ông ấy vào. Mời vào. Ông Ba Nhỏ, chào ông. Chào cậu. Ông đã uống cà phê chưa? À, tôi khỏi. Tôi chỉ ngồi một lát thôi. Mời ông ngồi. Ông Ba Nhỏ đến tìm tôi có phải có chuyện gì không? Lần trước cậu nói là có một công ty trả 100 triệu thâu tóm công ty tôi phải không? Chuyện đó có thật không? Ông đồng ý bán cổ phần cho khách hàng của tôi à? Nếu giá cao thì được. Khách hàng của cậu có khả năng đó không? Lý nào tôi lại ôm số cổ phần đó không bán? Không lẽ bây giờ đến khuyên cậu phải suy nghĩ sao? Dĩ nhiên là không phải. Tôi lập tức liên lạc với khách hàng, có tin tức gì tôi báo với ông liền. Thôi được, làm phiền cậu. Cảm ơn ông đã tin tưởng tôi. Tôi sẽ không khiến ông thất vọng. Ông Qua, hai người phải không? Dạ phải. Xin mời. Ăn chút gì rồi anh tiếp tục chị em kết chơi. Ngụy Thiên Hành, cả phóng viên của tạp chí Thế Kỷ New York cũng đến phỏng vấn ông. Có gì hay ho đâu. Ông Ngụy đang làm phỏng vấn à? Nè, có cần tôi tiết lộ thông tin nội bộ cho ông biết không? Nói chuyện Ngụy Thiên Hành tiếng tâm lừng lẫy chơi golf thua qua dân thạc này như thế nào hả? Coi bộ hôm nay tâm trạng của ông rất vui. Bọn ông không nhớ ông đang đợi 80 triệu của tôi cứu mạng sao? 80 triệu? Chà, xin lỗi nha, 30% cổ phần cũng chưa đủ. Tôi tưởng là ông Ngụy nắm được nhiều thông tin. Cổ phần như ông cũng đâu có gì đặc biệt. Có thật là ông nghĩ chỉ có một mình ông mua thôi sao? Có biết tên của công ty tôi là gì không? Vô hạn khoa nghiên. Có nghĩa là giá trị vô hạn đó. Khách hàng xếp hàng tới mua cũng vô hạn đó. Vô hạn khoa nghiên là công ty của tôi. Lần này không có phần ông. Nhưng mà ông đừng buồn, đâu phải lần đầu ông bị thua tôi. À, không làm phiền ông phỏng vấn nha. Tôi đi đây. Người đẹp, đi uống trà chiều. Vô hạn hả? Đại hạn sắp tới thì có. Chỉ trong thời gian ngắn thì đã dụ được Qua Văn Thạc vào trọng. Con cũng rất tài giỏi. Chú Ba nhờ con làm việc, đâu có yêu cầu thấp như vậy. Vậy con có nghĩ ra được bước tiếp theo chú định làm gì không? Chú Ba muốn lợi dụng khách hàng ảo cho Qua Văn Thạc, một hy vọng kèm ổng lại, để ổng đừng buông hàng ra. Đợi thị trường cổ phiếu sụp đổ, ổng muốn trở mình cũng khó. Không chỉ vậy, Qua Văn Thạc gặp chuyện, Qua Văn Hàng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tới chuyện đó, mở hãng xe cũng không xong, nhất cử lưỡng tiện. Con có biết điều con khiến chú hài lòng nhất là gì không? Không phải vì con thông minh, mà là vì con bỉ ổi. Một mặt con đeo đuổi Thành Du, mặt khác là làm hai người nhà của cổ. Con lợi dụng cổ dụ Qua Văn Thạc vào trong.
Đã biết làm vậy sẽ khiến nhà họ Hoa khuynh gia bại sản, mà con vẫn có thể lòng dạ sắt đá, cách bất chấp thủ đoạn này, dù rất khâm phục. Chú Ba, chú nhầm lẫn rồi. Con nói với Thanh Du là thật lòng. Con làm như vậy chẳng qua để lấy lại những gì thuộc về con thôi. Chú không nhìn lầm người đâu. Từ đầu chú đã nói con có tiềm chất của ma quỷ. Nhưng đừng nói chú không nhắc nhở con. Tử quyệt lớn nhất của ma quỷ chính là đồng tình thật. Chú hy vọng con sẽ không khiến chú thất vọng. Ông Nguyễn. Em đang coi gì mà chăm chú quá vậy? Là có diễn viên nào đòi ly dị, có phải không? Coi báo kinh tế. Lâu nay mới coi ba cái thứ này lắm mà. Thật ra, cổ phiếu khoa mạng có được không? Có người nói thì được, có người nói là không được. Anh là chuyên gia mà, chắc chắn anh biết. Sao lại nhìn em như vậy? Anh đang nghĩ trong lòng của em đang nghĩ gì? Nghĩ gì chứ? Dĩ nhiên là đang nghĩ đến Thiệu Lương. Nó đang đầu tư cổ phiếu khoa mạng. Em không coi chừng nó làm sao được. Cái thằng quỷ đó gan lắm. Thua sạch đó thì cũng đành. Em sợ nó nợ nần đầy đầu đó. Cho dù thật sự nó gặp chuyện gì, em cũng đủ khả năng giúp nó mà. Tiền tiết kiệm của em rất nhiều. Tuy là vậy, trừ khi người em muốn cứu không chỉ một mình Thiệu Lương. Anh muốn nói cái gì vậy? Bộ anh nghĩ em định cứu Hoa Giang Thạc hả? Nhà họ Hoa của họ ngoài con gái em ra, người nào em cũng căm thù hết. Anh cũng biết em sẽ không làm vậy. Em đã theo anh, nhất định sẽ một lòng hướng về anh. Biết thì tốt rồi, còn phải hỏi. Vậy hả? Được. Được, cảm ơn. Bye bye. Tin vui đi. Chú Ba tôi nói hãng xe mình sắp tiếp quản có quyền chế tạo sản xuất. Hơn nữa là nhà máy đó vẫn còn mắc nợ. Chà, đang mang nợ lớn, lượm được cũng phải khóc, sao anh vui mừng vậy? Bởi vậy mới nói anh không có biết gì. Nếu không phải người ta sắp dẹp tiệm, làm sao chịu bán cho chúng ta? Món nợ đó đã tính vào giá thành. Nhưng mà dây chuyền sản xuất của họ quá cũ, tôi nghĩ phải tốn một số tiền lớn mới có thể sản xuất. Vậy phải tăng phần chi rồi. Cho nên tôi phải bàn bạc lại với chị tôi, tính toán lại các khoản, hy vọng có thể hạ giá bán xuống thấp một chút, trừ một số tiền để thay đổi dây chuyền sản xuất. Vậy tôi gọi cho chứng dân, kêu anh gửi tài liệu của nhà máy đó qua đây. Gì vậy Bình Di? Lại nhức đầu nữa hả? Phải đó. Không biết có phải giờ này làm việc nhiều quá nên hay bị nhức đầu không? Để tôi uống viên giảm đau cái đã. Nè, đừng uống thuốc giảm đau nhiều quá không tốt đâu. Ăn sô cô la đi. Nè, sô cô la có chứa chất cocaphenol, giúp giảm độ đông của máu, còn có thể giúp huyết quản lưu thông nữa. Khổ nói sẽ bị mập đó. Nè, toàn bộ đều ít calorie, không có mập đâu. Chí Minh thật là tốt bụng. Còn rất chu đáo nữa. Ăn vô hình như bớt đau đầu rồi nha. Nhưng cầm được một lúc không trị dứt được đâu. Nếu thật sự không được khỏe thì phải đi bác sĩ. Phương Bệnh Di mau lên, nếu không sẽ không đợi đâu á. Cũng quan tâm người ta quá ha. Anh tôi cũng quan tâm mà. Vậy anh có mua sô-cô-la cho tôi ăn không? Có giữ thang máy giùm tôi không? Cravat này là năm ngoái sinh nhật của anh, tôi mua tặng cho anh đó. Năm kia sinh nhật của anh đã say rượu, tôi còn đưa anh về nhà nữa. Thương người ta hả? Điên quá đi. Mau lên đi. Nói gì thì nói chứ, Bệnh Di tuy giống như là bà quản gia, nhưng mà một cô gái tốt đã tuyệt chủng rồi đó. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Nè, chai nước mắt này là do cổ tự nấu cho anh. Con gái như cổ được quá còn gì. Quả chứng bác, anh nói cái gì vậy? Khen cô đó. Thứ anh không lấy cũng đừng tùy tiện cho người ta biết không? Khen cô mà cũng bị chửi hả? Ra ngoài đi, ra ngoài. Chết anh rồi, ai biểu anh nói người ta lôi thôi, phiền phức. Anh cũng ra ngoài luôn đi. Nè nè, tôi đã dưới thang giùm cô rồi mà. Mua quà gì làm quà sinh nhật cho Bỉnh Di đây ta? Em nói đi. Anh nhà cổ suốt ngày gặp nhau, sở thích của cổ anh biết rất rõ mà. Anh còn hỏi em làm gì? Lòng dạ đàn bà như kim đáy bể, lúc nào cũng làm chuyện mờ ám, không biết cổ đang nghĩ gì. Hồi nãy anh với Chí Minh tốt bụng giữ thang máy cho cổ, khi không có nổi điên lên đẩy tụi anh ra. Không biết có phải là thời kỳ mãn kinh không? Cổ la anh nhất định là có nguyên nhân. Có phải anh đã làm gì không? Thì chai nước mát cổ đưa cho anh đưa cho Chí Minh. Chuyện nhỏ vậy mà cũng giận à? Nếu như cổ yêu thầm anh vậy có phải là chuyện nhỏ không?
Đừng giỡn em, không thể nào đâu. Thật ra ngay từ đầu em đã biết là cổ yêu anh rồi. Một người con gái theo anh qua tận Bắc Kinh làm công, bộ cổ thích chịu cực lắm hả? Lâu nay cổ thuộc hạng người thích làm khổ mình, không thích hưởng phước mà. Nè, em ghen tuông đa nghi phải không? Em ghen hả? Được thôi, anh có dám làm cuộc thử nghiệm không? Thử nghiệm gì? Sắp tới là sinh nhật của cổ phải không? Anh cứ hẹn cổ ra ăn cơm riêng đi. Em dám chắc cổ sẽ thay đổi 180 độ, ăn mặc đẹp thật đẹp để đến gặp anh. Có thật không đó? Không tin thì cứ thử đi. Tóm lại anh cứ làm theo lời dặn của em. Em có thể bảo đảm lâu nay cô thư ký của anh vẫn luôn yêu thầm anh. Cái áo này có hạt cườm lấp lánh đẹp hơn má, đó. Má, con gái mặc đầm đẹp hơn, kẻ thương cũng dễ thương hơn. Gọi rất nhiều đó. Mình thì biết nè, cái gì chứ. Ba người đang làm gì vậy? Đó, cái này nè, cái này đẹp hơn đó. Mặc cái này đi. Tối mai sinh nhật con không về ăn cơm, có phải có hẹn họp với con trai không? Nếu phải thì mặc đẹp một chút. Đầm bông đi, đầm bông đẹp hơn nè. Đâu có phải đâu. Là chấn ban mời con ăn cơm thôi mà. Chấn ban mời ăn cơm mà phải long trọng tới vậy sao? Tại sao vậy ha? Có gì đâu ba. Vừa rồi con tình cờ đi ngang, tình cờ lại thấy đồ hạ giá cho nên mới mua về mặc thôi. Tình cờ ha. Nè, anh đó có bạn gái rồi đó, đừng có nói lung tung nha. Con người của chấn ban quả là rất tốt chưa. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, cháu cưng à, vẫn còn hy vọng đó. Tất cả tụi con hả, ai cũng thích anh chấn ban hết. Cố lên nha cô Út. Trời ơi, ba người làm con tức chết đi được đó. Con chỉ muốn cùng bạn ăn bữa cơm vui vẻ thoải mái thôi mà. Suy nghĩ nhiều quá làm gì chứ. Mọi người ra ngoài đi. Cố lên. Anh cứ hẹn cổ ra ăn cơm riêng đi. Em dám chắc cổ sẽ thay đổi 180 độ, ăn mặc đẹp thật đẹp đến chỗ hẹn. Mặt đẹp cỡ nào nhìn cũng vậy thôi. Mời cô qua bên này. Thật ngại quá, anh đợi có lâu không? Dự đoán đầu tiên ứng nghiệm. Anh nói cái gì? Đợi cũng không lâu. Hôm nay cô ăn mặc rất đẹp. Cảm ơn. Nè, nếu như anh hỏi cổ muốn ăn gì, thế nào cổ cũng nói là tôi ăn gì cũng được, anh cứ gọi đi. Anh cứ gọi món mà anh biết cổ không thích ăn. Nhưng tối nay cổ sẽ nói ăn thử cũng không sao. Chấn ban. Xin lỗi nghe. Anh đã gọi món gì chưa? Hôm nay sinh nhật của cô chọn món đi. Tôi ăn gì cũng được hết, anh gọi đi. Được. Thịt bò và nhím biển của tiệm này tươi lắm á. Cô không thích ăn món tươi sống phải không? Nhím biển là nhiều cholesterol nữa. Nhưng mà cái gì cũng phải có lần đầu, ăn thử cũng không sao. Phải. Cô thử đoán coi tại sao năm nay sinh nhật của cô tôi lại không mời Chí Minh và mọi người. Hay là anh nói cho tôi biết đi. Tiếp sau đây những gì em làm, thái độ của cổ sẽ thay đổi 180 độ, còn lập tức mặt mũi hầm hầm. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Thì ra hai người muốn cho tôi một sự bất ngờ. Thật tình cảm ơn hai người. Cô là bạn thân của chấn ban mà, thì cũng là bạn thân của tôi. Món quà này do tôi và chấn ban cùng chọn đó. Cảm ơn. Ăn cơm xong thì chúng ta sẽ đi hát. Bạn cặp tối nay không phải là Chí Minh đâu. Tôi đã ra sức tuyển chọn những thanh niên cao ráo đẹp trai. Hơn nữa ai cũng có sự nghiệp ổn định và hiện nay vẫn còn độc thân. Có phải là cô thích lắm không? Thôi được rồi, đừng nói gì nữa. Gọi gì ăn đi. Được đó. Hai người cứ từ từ chọn đi. Tôi đi vệ sinh một lát. Bây giờ anh tin những gì em nói chưa? Nhưng mà em làm không khí ngột ngạt quá. Bữa cơm này làm sao nuốt nổi.
Anh yên tâm đi, lát nữa cô trở ra chắc chắn sẽ nói là không được khỏe. À, xin lỗi nha, tôi không được khỏe, tôi về trước đây. Có cần tôi đưa cô đi bác sĩ không? À, thôi khỏi, thôi khỏi. Hai người cứ ở lại ăn đi. Bữa cơm này, cảm ơn nha. Yêu thầm anh thật đấy hả? Trực giác của phụ nữ rất chính xác, tại anh không tin thôi, thử là biết liền. Anh với cổ còn làm việc chung đó. Ê, anh có thể tiếp tục làm bộ như không biết gì, vậy em đã gợi ý cho cổ, cổ sẽ biết điều mà rút lui. Em gợi ý hồi nào? Rất nhiều chuyện đâu cần phải nói ra miệng, cô hiểu là được rồi. Bây giờ em đói bụng quá, nhưng mà em không ăn thịt bò sống được. Nội à, vô phòng ngủ đi. Về rồi hả? Sao con về sớm vậy? Lúc nãy con thấy không được khỏe lắm, cho nên xin về sớm. Nè con thấy không khỏe như thế nào? Không có, chỉ nhức đầu chút xíu thôi, nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Phải, tại sao ba với nội chưa ngủ vậy? Thì nội và ba con ngồi đợi con về đó. Đợi con về ăn hột gà đỏ đó. Nội. Con khờ quá. Nè, cùng ăn hột gà đỏ đi hả? Nè con à, bữa cơm vừa rồi có ngon không vậy? Sinh nhật năm nay khó quên lắm phải không? Khó quên, cũng khó quên lắm. Trời tốt quá. Chân bàn còn dẫn bạn gái theo để chúc mừng con nữa. Hả? Nhưng mà không có bằng hột gà đỏ của ba. Thích ăn thì ăn nhiều một chút. Sinh nhật đâu nhất thiết là phải ăn bánh kem chứ, ăn hột gà đỏ vẫn vui vẻ mà phải không má? Có những thứ con không thích thì đừng ép buộc mình làm. Quan trọng là mình cảm thấy vui. Làm gì cũng vậy, nếu con làm thấy vất vả, không muốn làm nữa thì con đừng có ép buộc mình. Làm như vậy sẽ khổ cho mình thôi. Phải đó, ở lại Hồng Kông sống với gia đình là điều vui nhất đó con à. Thật ra suy đi nghĩ lại, con làm cũng mấy năm rồi, cũng cảm thấy mệt mỏi. Chắc phải đợi hãng xe mới đi vào hoạt động, con sẽ thay đổi hoàn cảnh. Chỉ cần đó là việc con thích thì nội và ba con nhất định sẽ ủng hộ con. Chết rồi, lát nữa khi gặp ảnh phải làm sao đây? Có phải mình làm bộ như là không có gì không? Không biết Tú Phong có nói gì với ảnh không nữa. Ảnh sẽ nghĩ sao đây? Chết rồi. Xin chào anh. Ý lộn, là Dai Dai mới đúng. Hả? An An là con trai, còn Dai Dai là con gái. Anh nói đi đâu vậy? Nhìn mắt thâm quần của cô kìa, còn thám ơn An An với Dai Dai gấu trúc ở công viên Hải Dương nữa. Sao hả? Chỉ già đi có một tuổi thôi, làm gì già đi như 10 tuổi vậy? Sáng nay chưa đánh răng hả? Sao miệng hôi quá vậy? Nhắc tới mới nhớ, hình như tôi quên đánh răng thiệt á. Đâu có mùi gì đâu ta. Làm sao đây? Nasdaq bên Mỹ tụt chỉ còn 4,000+ điểm, còn rất nhiều trạm mạng bị sụp đổ nữa. Đừng căng thẳng quá, bình tĩnh một chút đi. Làm sao mà bình tĩnh được? Nasdaq là chỉ tiêu của cổ phiếu khoa mạng toàn cầu, bây giờ đã tụt 30%+. Em nghĩ coi, nếu để khách hàng của Vĩnh Tiêu nhìn thấy những thông tin này, chắc chắn ông sẽ đổi ý. Không được, có cần tìm thêm vài khách hàng hay là hạ giá của chúng ta xuống thấp một chút không? Không cần. Không cần? Anh nghe em nói hết đã. Hôm nay anh lo coi tin tức, có để ý thị trường cổ phiếu không? Có biết giá của công ty chúng ta bao nhiêu không? Anh bấm coi đi. Đã tăng, so với giá hôm qua đã tăng 2,5 hào. Em đã nói anh đừng có lo nhiều mà, căng thẳng quá làm cái gì? Giá cổ phiếu của công ty chúng ta vẫn tăng, không lẽ phía Hồng Kông không bị ảnh hưởng bởi bên Mỹ? Bây giờ có cần tìm thêm vài khách hàng, có cần hạ giá xuống thấp một chút hay không? Cái thằng quỷ này đã nắm tình hình mà không chịu nói cho anh biết, làm anh sợ muốn đứng tìm luôn đó. Em đã kêu anh đừng có lo nữa mà, lo quá làm cái gì chứ? Nè, chuyện tiền bạc không thể gấp gáp được đâu, anh đừng nóng lòng đem bán.
anh về chỗ ngồi đi, chờ nhận tiền. Em anh yếu tim lắm đó. Người nâng giá không phải là tôi. Không phải ông. Tôi tưởng là ông làm chứ. Ông muốn cho Hoa Văn Thạc hiện tượng giả. Nếu không phải ông làm, lúc này ai lại dạy đến nỗi mua tiền cổ phiếu chứ? Nếu tôi đoán không lầm, khắp Hồng Kông chỉ có một người làm vậy thôi. Người đó chính là chị của cậu. Sở dĩ cô làm như vậy là muốn bảo vệ tên vô dụng Hoa Văn Thạc. Tôi nghĩ chị hai tôi làm như vậy cũng vì sợ Hoa Văn Thạc có chuyện gì ảnh hưởng tới Thanh Lâm thôi. Hay là vậy, tôi khuyên chị dừng tay. Không cần. Tôi muốn cậu khuyến khích cậu tiếp tục nâng giá, lấy từng xu từng đồng của mình để nâng giá của vô hạn Khoa Nghiên cho đến khi lương cạn đạn hết. Người đó là chị của tôi. Lỡ như thị trường cổ phiếu sụp đổ thì gây go cho chị lắm. Gây go cỡ nào? Cùng lắm là mất sạch tiền thôi. Cái đó Ngụy Thiên Hành này có thể bù lại cho cổ. Nhưng tôi muốn mượn chuyện lần này cho cổ một bài học, để cổ biết không thể giấu tôi đi giúp một người không nên giúp. Có thật là ông sẽ giúp chị tôi không? Chỉ cần cổ là người đàn bà của Ngụy Thiên Hành này, cổ lỗ 100 triệu tôi sẽ đền cho cổ 200 triệu, nhằm nhò gì chứ? Chị hai, em biết gì công rảnh, đi gọi sẵn ly cam cho chị rồi. Sao tốt với chị quá, không giống em đó. Chuyện gì vậy? Nói mau đi, sao hẹn gặp chị gấp vậy? Chị đang giá cứu vô hàng Khoa Nghiên của em mà, dĩ nhiên em phải cảm ơn chị rồi. Em nói gì vậy? Chị không hiểu em nói gì hết. Chị hai, chị có coi tin tức mà. Chỉ tiêu cổ phiếu Khoa Kỹ toàn cầu tuột 40%, đa số công ty bị tuột phải dẹp tiệm. Nhưng mà trong lúc này vẫn còn người nhập hàng. Vậy tức là muốn cứu vô hàng Khoa Nghiên của tụi em rồi. Em nghĩ khắp Hồng Kông này chỉ có mình chị là làm như vậy thôi. Được, cứ cho là chị đi. Nhưng chị nói cho em biết, chị mua vô hạn Khoa Nghiên không phải vì muốn nâng giá, mà chị muốn kiếm tiền thôi. Chị muốn thừa lúc thấp hốt hàng. Thứ hai, dù cho là chị cứu cũng là cứu em, chứ chị không có cứu tụi em. Hoa Văn Thạc đó sống hay chết cũng không liên quan đến chị. Thôi được rồi, chị cứu em cũng phải thôi phải không? Cho nên em hẹn chị ra đây để cảm ơn chị đó. Nhưng mà chị hai à, có cứu thì cứu triệt để một chút đi. Hai hôm nay giá công ty của em mềm lại rồi, tụi em còn đang bàn bạc để bán. Nếu giá tiếp tục tụt xuống, em sợ khách hàng sẽ đổi ý đó. Vậy chừng nào mới bàn giao? Thật ra phải đợi một hai ngày nữa, tụi em còn đang bàn về các chi tiết. Chị sẽ cố gắng nâng được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nhưng mà em phải ráng nhanh lên. Nếu giá còn tiếp tục giảm xuống thì chị có bao nhiêu tiền cũng cạn hết, không giúp nổi em đâu. Vất vả cho chị quá chị hai à. Ông Hoa nhỏ, ông không cần phải lo. Vụ giao dịch này nhất định thành công. Nhưng mà 150 triệu không phải là con số nhỏ. Khách hàng của tôi cần một ít thời gian để gom góp tiền. Sau khi lo xong, tôi mời ông đến ký hợp đồng. Tôi hiểu. Gom góp tiền cần phải có thời gian. Nhưng tốt nhất là nên nhanh một chút. Cậu biết đó, thị trường cổ phiếu đang lộn xộn. Tuy rằng giá của công ty tôi còn giữ vững được, nhưng mà tôi không biết cầm cự được bao lâu nữa. Tôi sợ là... Ông sợ ảnh hưởng lòng tin của khách hàng tôi à? Ông Hoa nhỏ, điều này ông có thể yên tâm. Việc lên xuống của cổ phiếu sẽ không ảnh hưởng đến lợi nhuận và thực lực của công ty. Cho dù giá cổ phiếu của vô hạn Khoa Nghiên thật sự bị dao động, cũng là thị trường làm nóng để điều chỉnh lại, không có vấn đề gì. Ông phải có lòng tin với công ty của mình chứ. Đương nhiên rồi. Còn khách hàng của tôi chịu đầu tư một số tiền lớn, chứng tỏ ông đối với công ty của ông, đối với cổ phiếu Khoa Mạng đều rất có lòng tin. Nhưng mấy loại cổ phiếu lớn ở phía bên Mỹ đang tụt xuống dữ dội, điều này cậu giải thích thế nào? Thị trường cổ phiếu rất nhiều tên trùm, biết đâu những công ty tiền quỹ gì đó muốn dùng tiểu xảo ém giá xuống, sau đó hốt hàng. Khách hàng này của tôi phất lên cũng nhờ đầu tư cổ phiếu. Tôi tuyệt đối tin tưởng tầm nhìn chuyên nghiệp của ổng. Cho nên ông Hoa nhỏ đừng quá lo lắng. Cũng phải. Đầu tư dĩ nhiên là muốn kiếm tiền. Phải rồi, tôi cũng muốn giải quyết chuyện này cho sớm để kiếm ít hoa hồng nữa mà. Vì làm phiền cậu. Không có gì. Ông là chú của Thanh Du, tôi nhất định giúp ông. Vô hạn Khoa Nghiên lại tụt nữa. Bà có muốn nhập hàng không? Cứ hốt đi. Có bao nhiêu hàng hốt hết cho tôi.
ông Ngụy, vô hạn khoa nghiêng lại tuột nữa. Thì từ hôm nay sao rồi? Đang tuột dữ dội. Sau đây là bản tin đặc biệt. Do sự ảnh hưởng cổ phiếu bên Mỹ, chỉ số bảng dựng nghiệp Hồng Kông cũng đã tuột xuống. Mức tuột đã đạt đến mức kỷ lục. Sau đây những loại cổ phiếu tuột nhiều nhất. Cổ phiếu Hoa Kỳ tuột mạnh nhất. Cổ phiếu địa ốc cũng bị ảnh hưởng. Tony, Tony, mọi người đi đâu hết rồi? Chết rồi, chết. Tới phiên Hồng Kông thật rồi. Làm sao đây? Làm sao đây, làm sao đây? Vĩnh Tiêu, có coi tivi không? Phải đó, khách hàng của cậu. Cái gì? Ông đã mất tích. Cậu cũng đang tìm ổng à? Có tin tức gì hãy gọi điện cho tôi nha. Thiệu Lương, bây giờ tôi không rảnh, có chuyện gì quan trọng lại là xin gửi lại điện thoại. Ô Thiệu Lương, trong lúc này mày bỏ đi đâu vậy? Ngụy Thiên Hành, còn Ngụy Thiên Hành, hắn nói hắn muốn mua cổ phiếu của mình. Đây là con đường sống duy nhất. 80 triệu thì 80 triệu. Ông Hoa, ông Ngụy đang đợi ông trong này, mời ông đi theo tôi. Ông Ngụy, ông Hoa đã đến. Thiệu Lương, sao lại ở đây? Cả ngày nay anh gọi cho em, tại sao em không nhấc máy chứ? Hai người, nếu như tôi đoán không lầm, anh đến đây bàn chuyện bán cổ phần phải không? Anh coi hôm nay á, vô hạn khoan nghiên của anh đã làm rất tài tình, thập đại thị trường đó hả? Nhưng là 10 trong số bị tuột, một ngày tuột 80 mấy% trở thành rác rưởi rồi. Nếu còn có người mua lại cổ phần của anh, trừ khi người đó bị khùng hoặc bị tâm thần thôi. Thực ra đi là cái bẫy. Ông không hề nghĩ là mua lại cổ phần của tôi có phải không? Cái gì? Anh nghĩ vô hạn khoa nghiên rác rưởi của anh đáng giá 150 triệu hả? Đó là hiện tượng giả do tôi dựng ra thôi. Tiểu Lưu, tao quỷ này, mày thông đồng với hắn để hại tao, dù tao vào bẫy. Mày còn nói là anh em với tao hả? Mày bán đứa tao hả? Em cũng bị ép buộc thôi. Anh chết phải không? Anh chết chung anh mới hài lòng sao? Mày có phải là con người không? Ê, hey, tao nói cho anh biết, anh không thể nào đấu lại tôi đâu. Không thể nào, không thể nào tôi lại mất sạch. Không thể nào. Còn Vĩnh Tiêu, Vĩnh Tiêu còn một khách hàng, để gọi cho nó mới được. Anh không cần phải gọi, tôi đã gọi nó đến đây rồi. Chú Ba. À phải, tôi quên nói cho anh biết, ông chủ đứng sau lưng công ty đầu tư của Vĩnh Tiêu cũng là tôi. Cả mày cũng tham gia, mày cũng thông đồng với bọn họ gạt tao phải không? Vậy tức là khách hàng đó là giả sao? Phải, ông chủ sau lưng công ty là chú Ba tôi. Nhưng tôi không biết khách hàng đó là giả, tôi chỉ làm theo lời dặn của khách hàng thôi. Mày đừng làm bộ nữa, tao không tin là mày không biết. Ông hiểu lầm rồi ông Hoa nhỏ, ông biết rõ quan hệ với tôi và Thanh Du. Tôi mày đừng nói nữa. Từ đầu tao đã đoán được hai chú cháu mày đang giở trò mà. Sao cũng được, tỉnh ngộ thì đã quá muộn rồi. Tôi cho anh biết nha, nhìn bản mặt của anh giống như con chó mắc nước vậy. Tôi làm bao nhiêu chuyện chỉ là muốn coi anh diễn vở kịch này đó, nhưng thực tế anh không làm tôi thất vọng. Con à, con về thật đúng lúc. Hôm nay con có gặp chú Út con không? Con cũng đang tìm chú nè. Con có người bạn làm việc ở ngân hàng, ngân hàng không tìm được chú, cho nên ảnh gọi cho con. Thì ra chú Út đã vay của ngân hàng một số tiền lớn để nâng giá thị trường. Cổ phiếu của chú bị tụt dữ dội, ngân hàng bắt chú phải trả số chênh lệch. Sao phải vay tiền để nâng giá thị trường chứ?
đã từng tuổi này rồi, làm gì không biết cân nhắc gì hết. Vừa rồi cả nhà coi tin tức mới biết thị trường cổ phiếu bị tuột. Cả nhà còn đang lo không biết chú có bị lỗ không. A Dè còn nợ một số tiền nữa. Bây giờ thị trường cổ phiếu bên Mỹ đang hỗn loạn, con đã khuyên chú Út mau chóng rút đi. Chú có luôn miệng nói ok, không ngờ lại dây tiền để nâng giá. Còn nói cổ phiếu khoa mạng kiếm được tiền sẽ đầu tư vào hãng xe. Đừng bây nói giờ... hãng xe gì nữa. Điều quan trọng bây giờ là phải giải quyết chuyện của nó thôi. Chúng ta không còn cách gì hết, phải tìm cho ra nó để biết mọi chuyện ra sao. Con mau gọi điện thoại cho chú đi. Cô đừng nghĩ là bay bổng. Chỉ có trong sân đua mới có ích. Thật ra đối với việc lái xe an toàn của cô cũng rất có lợi đó. Ừ. Xin lỗi nha. Không có gì. Alo, chị Du hả? Ba hả? Ba đâu có tìm em. Ừ, nếu ba gọi cho em sẽ kêu ba gọi cho bác. Em không nói với chị nữa, có điện gọi vào rồi, bye bye. Alo, Giang Mẫn. Biết rồi, đang nói nè. Được rồi. À, tôi cúp máy nha, có cuộc gọi vào, bye bye. Alo, ba. Thanh Lâm, ba có chuyện muốn nói với con. Ba, bây giờ con không rảnh nói với ba. Con đang làm việc. Alo. Sao tự nhiên cúp máy vậy? Cũng tốt. Hiếm khi con lại yêu thích công việc này. Cố gắng đi con. Ba không thể giúp được con.